Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh, và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết, ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chiều hôm nay cộng đoàn giáo xứ Phú Hạnh quy tụ nơi đây để cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa vì anh chị em đã cùng với cha xứ, cha phó đã chỉnh trang lại nhà thờ, nới rộng và đặc biệt là đã có một bàn thờ mới bằng đá để hôm nay chúng ta cử hành lễ cung hiến. Như cha chánh xứ đã cho chúng ta thấy, lúc đầu thì giáo xứ không có ý định để làm bàn thờ mới, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ là vì một tai nạn thôi. Tai nạn nhưng mà nó lại là cái hay, người ta gọi là cái tội mà tội hay, tội hồng phúc đấy. Nhờ tai nạn, nhờ trục trặc kỹ thuật mà chúng ta có cái bàn thờ mới. Và hôm nay chúng ta cử hành nghi lễ cung hiến. Thưa anh chị em, mỗi một lần tôi đến thăm giáo xứ Phú Hạnh trong những năm gần đây thì tôi đều ghi nhận có một cái sự thay đổi, sự tiến bộ trong đời sống của giáo xứ. Từ mấy cộng đoàn có thể nói nó cũng đang rời rạc. Như cha xứ cho thấy đó, từ hơn 100 thiếu nhi nay đã quy tụ được 300 em thiếu nhi. Rồi các cái đoàn thể, các cái sinh hoạt, nhà thờ, nhà xứ, nhà mục vụ, nhà thánh thể đang từ từ từng bước thay đổi để làm cho đời sống của giáo xứ chúng ta có sự thuận lợi hơn cho đời sống đức tin, đời sống đức bác ái để làm chứng cho Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa. Đặc biệt hôm nay chúng ta cử hành nghi thức thánh hiến, cung hiến bàn thờ mới. Chúng ta dừng lại ít phút để chúng ta suy gẫm về lời Chúa ngày hôm nay. Nhờ lời Chúa chúng ta sẽ thấy rằng cái việc chúng ta xây dựng, chúng ta sửa chữa nhà thờ, tất cả các công trình khác đều phải nhằm cái mục đích là giúp chúng ta tới gần Chúa hơn và gần anh chị em mình hơn. Trước hết, bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy sau cái thời dân ngoại đã chiếm đóng đền thờ Jerusalem ấy, thì họ đã làm ô uế đền thờ. Họ dùng cái đền thờ đó để họ làm những công việc trần tục, rồi cướp bóc lấy các thứ đồ thánh ở trong đền thờ. Bây giờ
sau khi đã chiếm lại được đền thờ thì dân Do Thái đã phải tổ chức một cái lễ cung hiến, mà lễ cung hiến này sẽ được kéo dài nhiều ngày để ăn mừng, để tạ ơn Chúa. Nhà thờ, bàn thờ của dân Do Thái đã bị tục hóa, bây giờ phải cung hiến lại để dâng lại cho Thiên Chúa. Lát nữa đây anh chị em sẽ thấy này, cái nghi lễ cung hiến bàn thờ nó rất là long trọng. Cũng như con người chúng ta, mỗi khi chúng ta thấy khi cử hành bí tích rửa tội, chúng ta được cung hiến cho Thiên Chúa. Cái nghi thức bí tích rửa tội nó quan trọng lắm, chúng ta không để ý thôi. Mà Hội Thánh đã dùng cái dầu thánh hiến để sức dầu trên chúng ta, để dành riêng chúng ta cho Thiên Chúa. Thì lát nữa đây, dầu thánh hiến đấy cũng được sức trên bàn thờ này để cung hiến bàn thờ này cho Thiên Chúa. Và từ khi cung hiến cho Thiên Chúa thì bàn thờ này chỉ được sử dụng vào một mục đích duy nhất là dâng lễ mà thôi. Mà anh chị em biết dâng lễ trên bàn thờ này của lễ rất là cao cả. Đâu có phải là hoa trái, đâu có phải là nhang, nến, đèn, không phải. Mà là chính một cái của lễ cao quý vô cùng. Trước mắt chúng ta là tấm bánh, là chén rượu. Nhưng mà tấm bánh chén rượu ấy sẽ được biến đổi trở thành nên con Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đang hiện diện ở đây với chúng ta. Ngài là con của Thiên Chúa Cha. Và chúng ta dâng lên Chúa Cha của lễ này rất là cao quý. Đây là bàn thờ thánh thiêng, nơi con Thiên Chúa ngày xưa đã chịu chết và hôm nay một lần nữa được tái hiện trên bàn thờ. Thưa anh chị em, tôi muốn gợi lại điều đó anh chị em biết cả rồi. Nhưng mà để chúng ta ý thức rằng mỗi một khi chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta đến đây tham dự với tất cả lòng tin kính của mình, lòng tin kính thẳm sâu. Mỗi lần chúng ta bước vào nhà thờ, đặc biệt là khi tham dự thánh lễ, chúng ta cử hành một cái mầu nhiệm thánh thiêng. Đừng có phàm tục hóa nó. Vào nhà thờ, đừng có biến nhà thờ thành cái nơi hội họp rồi dự lễ sốt sắng. Hôm nay tôi rất là vui với cộng đoàn chúng ta, ngày thường cho nên đã đi làm, cho nên đang ít người ở đây. Còn ngày Chủ nhật tôi nghĩ chắc sẽ nhiều người đứng ở ngoài. Mà ngoài thì làm sao? Tôi đi qua tôi thấy có những người đứng ở bên ngoài tường rào nữa kìa. Không phải xứ của anh chị em đâu, nhưng mà những xứ khác ấy, đứng ở bên ngoài tường rào, thậm chí đứng ở phía bên kia đường để dự lễ kìa. Thì như vậy hỏi là có còn là cái sự thánh thiêng hay không? Có phải là một cái tham dự một cái mầu nhiệm thánh hay không? Hay là chỉ đi gọi là xem người ta làm cái gì, thế là cảm thấy an tâm? Không, ở đây chúng ta cử hành mầu nhiệm thánh thiêng. Và vì thế phải dự lễ với lòng tin sống động. Điều thứ hai, khi chúng ta đến đây, chúng ta quy tụ thành một cộng đoàn dân Chúa. Mà cộng đoàn dân Chúa này họa lại cái nếp sống của cộng đoàn dân Chúa ngày xưa. Đó là cộng đoàn hội thánh tiên khởi là các thánh tông đồ. Mà các thánh tông đồ cùng với dân chúng ngày xưa đã quy tụ lại để cử hành hy tế thánh giá. Nhưng mà đừng quên rằng sách tông đồ công vụ nói chúng ta ngày hôm nay, dân Chúa lắng nghe giáo huấn của các tông đồ. Quy tụ lại không phải chỉ là cử hành nghi lễ thánh lễ, mà trước hết là nghe giáo huấn của các thánh tông đồ. Mà giáo huấn của các tông đồ là gì? Là sách thánh, là lời Chúa. Chúng ta để ý thánh lễ ngày hôm nay có hai phần. Phần đầu là phụng vụ lời Chúa, phần thứ hai là phụng vụ thánh thể. Rất nhiều anh chị em chúng ta chỉ chú ý tới cái phần phụng vụ thánh thể thôi, mình coi nhẹ cái phần phụng vụ lời Chúa. Nhưng mà lời Chúa mới là quan trọng. Lời Chúa đi bước trước và lời Chúa mở đường để dẫn chúng ta tới bàn thờ. Nếu không có lời Chúa thì chúng ta cử hành bàn thờ này nó không có ý nghĩa gì. Phải được khơi dậy cái đời sống đức tin trước đã. Chúng ta ý thức như vậy, cho nên mỗi một lần đến đây tham dự thánh lễ thì anh chị em nhớ lắng nghe lời Chúa. Không phải là nghe, nghe thì ai cũng nghe hết á, nhưng mà có khi nghe nó không vào, phải lắng nghe để cho nó vào. Lắng nghe giáo huấn của các tông đồ, lắng nghe lời Chúa. Các tín hữu công giáo chúng ta có điều rất tốt là siêng năng đi lễ, thích đi lễ lắm, nhưng mà làm biếng nghe lời Chúa, coi thường việc nghe lời Chúa.
không. Bây giờ chúng ta phải cố gắng để lắng nghe lời Chúa, và lời Chúa khơi dậy đức tin ở chúng ta và dẫn chúng ta tới bàn thờ. Anh chị em cố gắng lắng nghe lời Chúa ở đây cũng như ở tại các gia đình của chúng ta. Điều thứ ba, khi chúng ta đến đây dâng lễ thì cẩn thận, chúng ta chỉ để ý tới Chúa thôi. Để ý tới Chúa là tốt, nhưng mà chỉ để ý tới Chúa mà quên những người khác thì lại là sai. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng phải hiệp thông với anh chị em. Cho nên trong bài tin mừng, anh chị em thấy Chúa nói cái câu này, chúng ta ngồi ngẫm nghĩ mà xem, nó hết sức là sâu xa và hết sức quan trọng, và đôi khi chúng ta phải hết sức xấu hổ nữa. Chúa bảo nếu các con tới nhà thờ này dâng lễ, bắt đầu dâng lễ rồi nhé, mà giả sử sực nhớ rằng có một ai đó bất bình với mình, không phải là mình bất bình với người ta đâu, mà người ta bất bình với mình thôi, thì để của lễ đấy về làm hòa với người anh chị em trước đã, rồi sau đó trở lại mới dâng lễ. Anh chị em thấy không? Chúa đâu cần dâng lễ đâu. Chúa bảo chúng ta về làm hòa trước đã, tâm hồn thanh thản đã, tâm hồn nhẹ nhàng vui tươi đã, rồi mới tới đây để dâng lễ. Chúng ta không thể nào mà đến đây dâng lễ, tổ chức cộng đoàn phụng vụ rồi tất cả mọi cái sự sốt sắng, mà rồi chúng ta lại còn có sự bất hòa với anh chị em của mình. Một cộng đoàn Kitô hữu lý tưởng tốt, sống phúc âm thực sự, phải làm cộng đoàn hiệp thông, giữ sự hiệp nhất hài hòa với nhau. Chúng ta không thể nào đến đây dâng lễ và cảm thấy là an tâm, an lòng vì đã dâng lễ, mà đang khi đó cộng đoàn giáo xứ của chúng ta còn có những sự chia rẽ, sự nghi kỵ, sự phân bì, sự thù hận. Chúng ta không thể chấp nhận được một người Kitô hữu mà là gieo rắc sự nghi kỵ, gieo rắc sự chia rẽ, gieo rắc sự hận thù, gieo rắc những cái điều làm mất đi cái tình đoàn kết nơi anh chị em mình. Có khi buổi sáng trước khi đi lễ, hay là buổi chiều trước khi đi lễ, còn mở phone ra để xem đọc trên Facebook, rồi có khi cần gạt, có khi chửi nhau mấy câu rồi mới đi lễ. Có không? Đấy. Có khi gạt rồi gieo rắc, bắn đi mấy cái tin để gieo rắc sự hận thù, nói cho sướng miệng đó rồi mới tới đi lễ. Thế anh chị em, không, đến đây Chúa không nhận của lễ nào đâu. Lòng còn đang hận thù kiểu đó thì làm sao mà được Chúa nhậm lời. Đấy. Một người Kitô hữu, một người sống trong cộng đoàn hội thánh, một cộng đoàn giáo xứ, phải biết giữ sự đoàn kết, hiệp thông với nhau, vượt qua tất cả những sự khác biệt, những sự nghi kỵ đi, để làm thành một cộng đoàn giáo xứ phú hạnh, hợp nhất với nhau. Và cái điều ấy là khó, không phải dễ đâu, chúng ta phải cố gắng để kiến tạo. Rồi ngoài cái sự hòa thuận với nhau, lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta còn phải biết nghĩ tới những người khác nữa để chúng ta chia sẻ với nhau. Bài đọc thứ hai cho chúng ta thấy một cái cộng đoàn lý tưởng là mọi sự bán đi hết và mọi người đặt làm của chung. Chúng ta thấy đó là một cộng đoàn lý tưởng, chúng ta chắc khó mà thực hiện được. Nhưng mà ít nữa chúng ta thực hiện được điều này là cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết quan tâm tới những người nghèo khó để không ai phải thiếu thốn gì hết. Trong cái mùa dịch năm ngoái nhé, trong thời gian vừa qua và bây giờ tôi thấy được nghe nói cũng vẫn thế, anh chị em vẫn chăm lo cho những người nghèo. Đó là một cái điểm son rất là tốt. Và từ cái tinh thần bác ái đó, chúng ta thấy là chúng ta sẽ tạo được cái sự mến phục nơi toàn dân. Sách Tông đồ Công vụ hôm nay nói chúng ta điều đó. Cộng đoàn giáo hội sơ khai nhờ đời sống hòa thuận, đời sống bác ái để mọi sự làm của chung mà tạo nên được sự mến phục của toàn dân, và dân Chúa mỗi ngày một đông thêm. Đời sống bác ái của anh chị em sẽ tạo nên một cái sự hấp dẫn đối với người xung quanh. Và tôi đã thấy điều đó đã xảy ra nơi các cộng đoàn giáo xứ của chúng ta trong thời gian 2-3 năm vừa qua. Nhờ sự quan tâm tới những người nghèo, anh chị em các nơi đã tạo được cái sự mến phục nơi toàn dân, tạo được cái sự hấp dẫn, người ta cảm thấy
cái giáo lý bác ái của Kitô giáo hết sức là hấp dẫn và có sức thuyết phục, và nhiều người đã tìm đến với tin mừng, tìm đến với Chúa, với giáo hội. Thưa anh chị em, khi chúng ta cử hành nghi thức cung hiến bàn thờ này, chúng ta ý thức rằng đây là việc thánh thiêng quan trọng, và đồng thời đòi tất cả mỗi người chúng ta phải làm sao để mỗi khi dâng thánh lễ, chúng ta sống đức tin thật sự, lắng nghe lời Chúa và sống sự hiệp thông bác ái trong cộng đoàn với nhau. Đừng có ảo tưởng ý lại là tôi đã đi lễ. Cái sự ý lại đó nó có hại với thưa anh chị em. Đừng có tưởng rằng là mỗi một ngày, mỗi tuần tôi đi lễ bao nhiêu lần thế là tôi an tâm. Không. Thánh lễ tại bàn thờ này đòi chúng ta phải có một cái sự thay đổi đời sống, phải có một cái sự hiến thân mình cho Chúa và cho anh chị em mình nữa. Đòi chúng ta khi hiệp thông với Chúa thì hiệp thông với nhau. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngày hôm nay biến đổi cộng đoàn chúng ta và làm cho chúng ta trở thành một cộng đoàn hiệp thông mật thiết sâu xa với Chúa và với nhau. Amen.